Xong Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng phục vụ cả nhà chiếc máy lọc khí Daikin bù ẩm kiêm hút ẩm. Giá thì rẻ như những cái chiếc máy lọc khí bình thường thôi các bác ạ. Lọc khí bù ẩm bình thường, nhưng mà con này thì nó lại có thêm tính năng hút ẩm. Cho nên là các bác có thể dùng vào những cái lúc tranh thủ những cái lúc thời tiết nồm ẩm mình dùng được. Đấy, rất là hay, giá thành thì rất là hợp lý nhé. Chiếc này em bán là 2,5 triệu. Bảo hành 1 năm cho các bác. Giá 2,5 triệu các bác nhé. Con Daikin 4 chức năng. Con này thì nó là nguyên bản điện 100V. Vì nó là có hút ẩm cho nên em không đấu với nắp sang 220V được các bác nhé. 2,5 triệu cho con máy lọc khí Daikin 4 chức năng. Vừa lọc không khí, khử mùi, diệt khuẩn, bù ẩm, hút ẩm. Đấy, quay qua có xem một lượt. Máy đã được làm vệ sinh sạch đẹp rồi. Trong này nó là cái khu bảng điều khiển của nó, các chức năng lọc không khí này các bạn này. Đây, cái này là bù ẩm này, cái này nó hút ẩm này, hoặc là nó có cái chế độ chạy tự động. Các bác bật chế độ này thì máy tự động dò tìm, đèn nó sẽ nháy dò tìm. Nếu độ ẩm cao thì máy chuyển hút ẩm, độ ẩm thấp thì máy bù ẩm, mà độ ẩm trung bình thì máy lọc khí. Đấy, được chưa? Đấy, rất là hay của nó như vậy. Các cái điều chỉnh các cái tốc độ lọc, hẹn giờ. Các cái đèn này là của các cái chế độ bù ẩm thôi nhé. Rồi các chế độ đấy của mà không có đèn này, các bạn này bật lên nhé. Nó bấm lại cái này chạy đấy, và không có nước. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đây là các bác chuyển sang chế độ lọc khí bình thường, mình không bù ẩm, các bác chỉ chạy lọc khí thôi nhé. Đấy, đèn báo phần trăm độ ẩm trên này. Đấy, trong này là khu vực màng tĩnh điện. Con này sử dụng màng lọc tĩnh điện. Đấy, màng lọc tĩnh điện các bác nhé. Hệ thống màng tĩnh điện dây ở đây, dây các dây thép ở đây. Còn màng này em thay mới rồi. Đấy, màng thay mới nhé. Đấy, tặng kèm thêm các bác một cái màng mới đi luôn, để đây sơ cua ở đây. Đấy, anh uni khử khuẩn. Đấy, rất mới luôn, đẹp long lanh. Một con máy giá thành rất hợp lý, rất đáng để các bác sử dụng mua. 2,5 triệu thôi, các bác có một con máy vừa lọc khí vừa hút ẩm, kiêm cả bù ẩm luôn. Bên này nó là phần bình nước các bạn này, bình nước bù ẩm hút ẩm chứa đây luôn nhé. Con này nó là nguyên bản điện 100V, em bán là 2,5 triệu, bảo hành 1 năm. Các bác có nhu cầu các bác alo nha. Chào các bác. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp rồi.